Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Cô chú anh chị ơi, hồi nãy thì có quay nhưng mà nó bị lỗi rồi. Bây giờ quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị. Bốn cây gì? Khiên ra hả? Khiên bốn cây bự nữa hả? Khiên ra đâu? Chị bỏ đường che rồi khiên cây bỏ cho chị không biết nữa. Cứ chậm rãi từ từ thôi nha. Rồi cái video hồi nãy bị mất nữa rồi, video bị giật lên đây nè, thấy tiền của lái này, lá xe đó, mình đi bên lái đây nè, ở dưới mình để nó chạm đất một tí xíu rồi nó mới đi. Một phiên ra tới đâu lận? Cho nó nghiêng nè, để cái này lên nè, để nó hư, này lên đi. Để nó hư nè, để cái này lên cái này. Cho nó có độ nghiêng một cái này, nghiêng mà lên mình đó, giờ nó nặng lắm mình, cho nó có độ nghiêng tí xíu nữa. Mong là mình dằn nó hay là cho nó có đường nghiêng mình lăn qua phía mình á, lăn lăn đi đúng không? Đó cho nó có đường nghiêng, cho nó càng này không có đây, từ từ mình có lăn ngược lại ngắn, lăn ngược lại qua bên Tài nè, anh ngửa ngửa cái lây anh ngửa ngửa rồi rồi đảo lại, đảo lại, đảo lại rồi đảo lại cái này rồi rồi xong rồi lăn ngược lên gì à, đó gì thì nó lăn nè, cái nó nghiêng là mình lăn cho nó hết cái cỡ qua bên đây rồi lăn hết cỡ qua bên kia rồi nó không vậy nè, rồi mình gài số ve lại. Chịu ngang cái bên nào ngã là chịu nha, đừng có buông nha. Đây anh đây, bên này. Không, đây 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 đây, tấp 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 đây. Đây đây. Đi xe xe tải. Rồi vô vô. Cho ra góc ngã ba luôn. Đi từ từ đi. Chưa. Chạy cái nó chạy luôn. Đẹp đẹp tốt, đẹp rồi đó. Dù miếng nữa chậm luôn á. Cho nó khỏi chậm ý. Cho nó không có chạm mấy cái mấy gì đó. Dạ, nữa. Qua ra đường chút. Không nó bị lắc nha, nó bị lắc nha. Cho nó vô trong đi anh à. Mình ăn gian vô trong miếng đi cho nó dẫn. Nó bể cái chậu á. Mình cho nó vô trong. Rồi bây giờ nó nằm ở ngã ba đường rồi đó. Mình dạ. Mất tập trung rồi, đốt nhang cái gạo đi. Không thì cái này thì chị không biết mà. Thôi kệ đi, thôi kệ đi. Đang lát cái núm gì anh? Ôi chị, núm tầm bậy. Trời ơi. Ở mộ cậu mọc núm nha cô chú anh chị. Một cái núm, hai cái núm, ba cái núm, bốn cái núm, năm cái núm, sáu cái núm, bảy cái núm, tám, chín cái núm luôn. Núm. Đó. Trong không. Không, ở em gọi là núm á, 2 4 6 8 cái núm. Thì trong đây em chia sẻ đến cô chú anh chị thì có hai cái núm bự. Bốn cái núm dừa dừa và hai cái núm nhỏ. Anh áo vàng phát hiện được. Núm này là gọi là núm gì anh? Núm núm gì? Núm mối. Làm quần ở đây nè. Văn qua cái chỗ bể hồi sáng đi. Đừng đụng cho nó bị bể. Rồi, cho ngược lại. Rồi, đã xuống, đã xuống, đã xuống, đã xuống. Bên nào nghiêng đó nhé, bên đó chịu nha. Buông cái là ngặt rồi chứ. Sao nó nghiến 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 nó bậy. Nghiến cái bên mình. Tiếp tiếp đi gì luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đang siết làm được cho. Đó, đi luôn, đi luôn. Đi luôn, đi luôn, đi luôn. Lái luôn, lái luôn. Lên nghe chịu lại gần neo. Hai ba người dính. Anh neo chịu ơi, mưa neo chịu ơi. Ngon rồi, ngon rồi. Đi luôn đi. Đi luôn đi luôn. Đi luôn đi luôn. Đi luôn đi. Giống như là mình tê cái xô rồi đó. Rồi bên đây đó lắc rồi. Lắc qua bên đó, quất lên mình, lắc qua bên mình lại. Ngày xưa mà ai cặp chuyện những của đó mấy từ tấn lên. Lên rồi anh cặp lời nói rồi. Rồi nghe lại.
chắc là làm tháp đồ á. Nó ngã bên nào là ông đó, bên đó có tội nha. Có nắm trên đây này nó dục. Tới chưa, tới chưa? Tới luôn, tới luôn. Ở đằng kia luôn đi. Tới luôn nha. Tới luôn, tới luôn. Hết, hết, về đi. Đây. Thử đi, biết, thử đi. Đây. Chưa. Vô này nữa. Trước luôn hả? Rồi đẩy vô. Đẩy vô. Từ từ để nó lấy. Vô chưa? Nữa. Không, nó chặt nữa. Nhưng mà cái đường này nữa. Rồi. Đó, vậy đẹp đó, đó, đó. Không, cái đường đâu phải xe chạy đâu. Đường này đường đi bộ mà, đẹp mà. Ok đó. Mà nó không thông gì là nó đẹp hơn. Đúng không? Đi đẹp mà. Thì nghĩ là đẹp gì nó đẹp á. Còn muốn để thì phải cái lùi nữa. Mà không để nên phải lùi miếng xíu nữa. Lùi ra. Đó là không có phạm nó kiếm ra. Còn nấm không? Mình kiếm nấm. Thôi được, đừng có. Rồi cắn miếng cho xin cắn miếng đi. Cắn miếng không sao đâu. Rồi bây giờ xin chia sẻ đến cô chú anh chị hai cái cây Long với Hiền Lăng đi ra rồi, còn con Quy với con Phụng còn trong. Long Lăng ra rồi. Bây giờ mình vô mình tiếp tục mình ẩm hai con Quy với con Phụng ra nữa. Đây nè. Bây giờ mình để hai bên đây để đây luôn nè. Đây. Anh để bộ phận gì là nó thu hẹp lại là nửa xin bốn cái kia. Tức là tính để xin bốn cái kia để liền luôn cho nó đẹp. Ở ngoài mình đi vô trong đây là có nguyên nguồn. Nó liền lạc luôn. Nó liền lạc luôn anh hiểu không? Chứ anh để bung ra là mới mốt nó thu gọn cái này lên nè, mới mốt xin mấy cái đó để đi được. Mang tính đẹp cái kia nó thấy không? Không chú đợi chỉ để đây nè. Chỉ để đây luôn á. Thì bởi vì muốn chi chú định, bởi vì mình mới chờ cái khoảng trống gì đừng cho mấy ông quyết định để đây đi. Chứ mình để dài ra quá mấy ông thấy đầy rồi. Mình để ẩm ra cô chú anh chị. Bây giờ giờ mới đây, giờ mình giờ bạn qua đây được hả? Tao đang ăn mà giờ đi đâu hả? Xíu đi. Cho anh em nghỉ một chút đi. Em không vô má. Rồi xong chưa? Không, rồi nghỉ. Thôi bây giờ nghỉ nửa tiếng rồi, mình để mình cho cậu ăn đi. Ừ, nghỉ mệt đi, tôi thắp nhang cho cậu một cái. Cho mình tới nữa thì mà chưa anh định lại kêu từ từ. Bây giờ mà cậu đang dùng mình kinh cậu ra, mình kinh cậu vô. Rồi nghỉ mệt đi bà con ơi, tôi thắp nhang cậu một cái. Sao sáng giờ tôi bị gì quá. Sao vậy? Tụi mình mẩy thấy nó kỳ kỳ quá. Vô làm không? Vậy là tại vì do thắp xe nó làm cho khó chịu đúng không? À. Đúng không? Chắc chắn luôn. Nam mô A Di Đà Phật cậu ơi. Cậu phù hộ cho con, cậu cho con tập trung xíu cậu ơi. Sáng giờ con bị mắc tập trung quá. Cậu ơi đội cho em tại 66 cậu. Sáng giờ con quay mấy cái video luôn, nó quay mà nó không có tiếng phim câm không mà cậu. Tội nghiệp con quá. Con đi ra nắng con quay. Mà quay đổ mồ hôi hết trơn luôn mà. Cuối cùng đăng lên không kiểm tra lại toàn là video câm không mà không có tiếng. Cậu đội cho con cậu. Khổ quá. Hồi nãy nó đang sáng rồi giờ sụp tắm hết vậy ta. Ok, nó tại cho nó ảnh nó điều hòa đó, nhưng không sao. Video nó bình thường. Đó, mấy anh thì đang nghiên cứu thì mình chỉ việc lính đánh thuê, mình kêu đâu đi đâu mình đánh đó chứ mình không ý kiến coi chú anh chị. Đó, bây giờ con Lăng với con Phụng đưa ra rồi, còn không kia là cái gì? Long Lăng, Quy Phụng. Nó con Quy với con Phụng. Ờ Long Lăng còn con Quy với con Phụng nữa, mình đợi nghỉ mệt mình ẩm hai con đó ra nữa. Hả, à, giấy rồi. Cậu nói ông nói ok. Ok con tập trung vào. Ừ, tập trung hả? Nè thấy cậu không? Buồn chuyện gì buồn, hát vẫn hát, tối về nằm giường khóc. Khóc. Y như cậu vậy đó. Ừ. Bây giờ hai người ý kiến quá, bây giờ bỏ ra người đi. Ở lần bên nó đòi đây sát đây nè, sát. Không nãy ông chỉ vậy á. Không. Ông là bốn cái chữ quyết định mà sao chị? Không thì bốn cái đấy chỉ định mà sao mà để chị
ông Long để bốn cây đây nè. Thế chị có cái mắt nhìn nó thoáng chứ, chị phải có mắt thẩm mỹ chứ. Không có, tại sáng không chỉ là để bốn chỗ đó. Không để sát được. Thì tôi cứ để chứ. Rồi, cô chú anh chị em tạm dừng cái video này ở đây. Đợi chừng nào bạn Thảo xong cái mình làm lính đánh thuê khiên ra tiếp. Hai cái nhỏ mình để Rồi, kết thúc video cô chú anh chị. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.